không phải ai ai dùng kem trị nám select nào cũng hợp với làn da và không phải ai cũng biết cách để mua hàng chính hãng đâu nhé. Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ bật mí 5 lý do mà bạn nên lựa chọn kem trị nám select chính hãng để bạn không phải hối tiếc, không ân hận cả đời khi mua nhầm phải hàng giả nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Lý do đầu tiên mà bạn nên lựa chọn sản phẩm kem trị nám Select là bởi vì em này được sản xuất bởi một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng từ đất nước mặt trời mọc. Đất nước này không chỉ nổi tiếng với sushi, mà còn là cái nôi của các thương hiệu mỹ phẩm chất lượng cao. Điều này cũng đảm bảo rằng sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất với quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Ngoài ra, sự tiên tiến và chất lượng của công nghệ cũng là một trong những lý do hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm trị nám cho làn da của mình nhé. Lý do thứ hai để chọn sản phẩm này, đó chính là kem trị nám Select đã được nhiều người dùng đánh giá cao, nhờ công thức cải tiến kết hợp với các loại dược liệu quý từ thiên nhiên. Sản phẩm này giúp cân bằng các sắc tố, loại bỏ các vết nám, vết thâm đen, đồng thời nuôi dưỡng da sâu từ bên trong, giúp da trở nên mịn màng và trắng sáng. Select được thiết kế với các thành phần an toàn và nhẹ nhàng, phù hợp với mọi loại da. Ngoài ra, kem trị nám Select là sản phẩm có sự kết hợp hoàn hảo các tinh chất làm trắng, chống nắng và dưỡng da tự nhiên bằng công nghệ hiện đại của châu Âu. Sản phẩm chứa các thành phần quan trọng như vitamin A, C, E, AHA và dầu olive giúp làn da luôn căng bóng khỏe mạnh và một trong những thành phần nổi bật nhất của sản phẩm đó chính là bột san hô đây là một nguồn dưỡng chất tự nhiên giàu chất khoáng và canxi có lợi cho sức khỏe của da bột san hô giúp làm sạch và loại bỏ tế bào chết trên da đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da và tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường hơn nữa sản phẩm không chứa các thành phần gây kích ứng giúp bảo vệ và nuôi dưỡng da một cách nhẹ nhàng và an toàn đây cũng là lý do mà chị em nên cân nhắc để sử dụng sản phẩm này nhé Đồng thời, lý do tiếp theo để có thể lựa chọn sản phẩm kem trị nám Select để sử dụng, đó chính là từ em kem trị nám Select đã nhận được sự tin dùng và đánh giá cao từ người dùng trên thị trường. Để tìm hiểu kỹ về độ an toàn của sản phẩm, chị em cũng có thể tìm thấy thông tin kem trị nám Select trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa nhé. Ngoài việc trị nám, kem Select cũng chăm sóc da toàn diện, cung cấp dưỡng chất cần thiết để tái tạo làn da, giúp da mềm mại, săn chắc và tươi trẻ hơn. Đặc biệt hơn là, kem Select còn có khả năng đánh bật các loại mụn từ mụn bọc, mụn mủ cho đến mụn đầu đen, giúp da trở nên sạch sẽ và tươi mới. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp xóa mờ dần các vết thâm đen và các vết sẹo do mụn để lại nữa nhé. Sử dụng kem Select trị nám thường xuyên sẽ giúp bạn có một làn da trắng mịn, săn chắc và không tì vết. Sản phẩm còn có tính năng làm giảm lượng nhờn trên da, giúp da không bị dầu nhờn và khó chịu. Với các thành phần tự nhiên và công nghệ sản xuất tiên tiến, kem Silex không chỉ giúp làm trắng da mà còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn giữ cho làn da luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Kem trị nám Silex hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Select hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.